Hiện nay ga ở trong dàn lạnh em nó sẽ có áp suất là B0, tương ứng với nhiệt độ sôi của nó là T0. Và tỷ lệ thuận, áp suất tăng thì nhiệt độ tăng, áp suất giảm thì nhiệt độ giảm. Đó tỷ lệ thuận. Như vậy khi ga ở trong đây á, nó vô trong cái từ tiết lưu mà nó chui đây á, trạng thái lỏng. Bắt đầu nó nhận nhiệt ở trong xe cabin mình là cái phụ tải á. Khi nó nhận như vậy là nó sẽ sôi để nó bay hơi. Thì quá trình nhận nhiệt thì tùy theo cái tải mình, ít thì nó nhận ít, tải nhiều thì nó nhận nhiều. Mà khi nó nhận càng nhiều thì cái T0 này nó lớn. Mà T0 lớn thì cái áp suất này nó tăng lên, tỷ lệ thuận mà. Và trong xe nó lạnh rồi, người lạnh rồi thì bây giờ hết quá trình trao cái nhiệt rồi. Lúc này T0 nó giảm xuống, B0 nó giảm xuống. Rồi còn bên phía bên bên đây tương tự như vậy. Thôi lỡ luôn giải thích bên kia luôn đi. Bên kia thì cái này là nó cứ tương tự đi. Bên đây chưa có ga, máy mình chưa có ga thì hiện nay này là zero. Cái em nhích miếng ga này lên cái thuyền này nó sẽ tăng lên, ở bên BK tăng lên. Em nhích miếng ga này vô cái BK tăng lên tiếp, nhích vô cái ga này. Cho nên khi em nạp đủ ga thì hàng này là 30 PSI. Đúng không? 30 PSI thì khoảng là 2 kg đi. Thì hàng này nó khoảng 16 kg. Trên xăng nó vô. Có dụ này 1 kg thì này ví dụ mới được có 10 kg nè các bạn. Rồi ok. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học bài về cái van tiết lưu. Loại này người ta gọi là loại truyền thống trên xe đó. Thì cái loại van tiết lưu này á, nó sẽ có hai loại. Một loại là cân bằng ngoài, còn loại là cân bằng trong. Thì hôm nay chúng ta chủ yếu chúng ta sẽ coi, chúng ta tìm hiểu thì tìm hiểu luôn cả hai cái cân bằng trong và cân bằng ngoài, nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vô cân bằng ngoài. Vì thực ra cái nguyên lý hoạt động của hai cái loại van tiết lưu này thì nó tương tự nhau. Và cái loại cân bằng ngoài á, thì ở trên xe chúng ta sẽ thường gặp, thường dùng hơn nha. Bây giờ đầu tiên chúng ta coi nè, nhìn nè. Thì ở đây nó sẽ có một cái, nó chỉ khác nhau là nó có một cái ống này để nó đo áp suất. Và bây giờ chúng ta nhìn ha. Đây ha, đo này, ống này nó để đo áp suất. Còn cái trên đây nó giống nhau. Cái này là cái cảm nhận nhiệt, cái này cảm nhận nhiệt giống nhau. Nó cũng có cái đường vào và đường ra. Đường ra thì nó lớn, tiết diện nó lớn, đường vào thì tiết diện nó nhỏ nha. Rồi giờ chúng ta sẽ qua coi tiếp. Đây giờ chúng ta nhìn thấy nè, đây chúng ta ghi nè, cái này là cân bằng trong, thì nó có một cái khoang ở bên trong để nó cân bằng, cái khoang nó cân bằng, để nó cân bằng với lại cái lực ở trên đây nè. Cái lực ở trên này tạo ra bởi cái ống cảm nhận nhiệt ha. Còn cái này á, là cân bằng ngoài bởi vì là nó sẽ, thay vì nó nằm ở bên trong ruột đây nè, thì nó sẽ có cái ống nè, cái ống để nó đưa ra ngoài, thì nó, cái ở trên đây á, thì nó sẽ cân bằng với lại cái áp suất mà ở bên ngoài đưa vô, nên ta gọi là cân bằng ngoài. Còn cái này là cân bằng trong. Cái này á, trong các loại van, trong hai van này á, thì nó gọi là van giãn nở loại nhiệt. Và cái này là loại cân bằng ngoài, cái này và cân bằng trong ha. Rồi bây giờ chúng ta coi kỹ lại nè. Cái này là cái loại cân bằng ngoài nè. Đó, thì cái đường này là cái đường áp suất, để nó lấy áp suất, đo áp suất. Rồi còn đường này á, là cái đường nó sẽ cảm nhận nhiệt. Đường này là đường này là đường đến, đường này là đường đi. Rồi chúng ta sẽ coi tiếp. Đây nha, đây là cái ống cảm nhận nhiệt của chúng ta đây. Giờ chúng ta zoom nhỏ này lại để dễ coi, dễ quan sát. Đây chúng ta thấy nè, đây cái ống này nè, ống trên này nè, là cái ống cảm nhận nhiệt nè ha. Đây nó sẽ là ống này. Bây giờ chúng ta cứ nhận diện từng cái trước đã. Rồi còn cái ống này nè, để mà nó biết áp suất nè, đó này nè, là cái ống này nè, để nó lấy áp suất ngoài nè, để nó cân bằng ngoài đó. Đây là ống cảm nhận nhiệt ha, đây nó lấy ngoài đây. Còn đây là cái dàn này, là dàn
dần này là dần lạnh ha. Thế thì đây là cái đầu vào của dần lạnh đây, nên đây nó ra nó lấy cái áp suất, nó đo áp suất ở cái đầu ra đây. Còn này nó cảm nhận, nó cũng cảm nhận cái đầu ra luôn ha. Là cái đường này nè, đường này là cái đường này là đường vào đây ha. Đường này là đường, đường này là đường nhỏ nè ha, ống này nó nhỏ hơn ống này. Đường này đường vào đây, và đường này đường ra, đường ra thì nó ống lớn hơn, ống lớn hơn. À, đường này là đường từ từ lọc đó, từ cái bộ lọc, bộ sấy khô á, bộ lọc sấy khô nó đi qua, tức là nó là ở dạng lỏng, áp suất cao, dạng lỏng nhiệt độ cao, áp suất cao nó đến đây, xong sau khi đó nó qua đây thì nó sẽ ra là dạng lỏng nhiệt độ thấp, áp suất thấp, xong bắt đầu từ từ nó sẽ chuyển qua thành dạng hơi. Dạng hơi tới đây là nó là dạng hơi, nhiệt độ thấp, áp suất thấp. Rồi bây giờ chúng ta coi cái video ha, chúng ta coi cái video để chúng ta nhận dạng. Cái này là chúng ta mới nhìn ở đây ha. Giờ chúng ta sẽ coi video để chúng ta nhận dạng, coi trên thực tế nó như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta nhìn nè, chúng ta quan sát nè. Đây là cái van tiết lưu loại truyền thống mà chúng ta đang tìm hiểu. Rồi đây là cái ống nè, cái ống mà nó có cái đường, cái ống mà tiết diện nhỏ nè. Chúng ta thấy ha, cái ống này là cái ống đây, ống này có tiết diện lớn hơn ống này ha, ống này nhỏ, ống này lớn. Thì cái ống nhỏ này nè chính là cái đường đến nè, tức là cái này nó sẽ nối với lại nó sẽ nối với cái lọc đó, cái lọc thì nó là dạng lỏng nhiệt độ cao, áp suất cao đó, nó là cái này nè, nó là đầu vô là cái này nè ha. Đầu này nè là chính là cái đầu này. Rồi còn cái đầu ra nè, đầu ra nó là cái này, đầu ra đây nó sẽ đi vô trong cái dàn lạnh, cái két lạnh đây, nó đầu ra đây, thế đây đầu ra đây ha, bắt đầu nó vô đây. Rồi tiếp theo là cái cảm nhận nhiệt, thì chúng ta thấy là cảm nhận nhiệt là cái ở trên đây, đây cảm nhận nhiệt đây, thì nó sẽ ra, nó sẽ bắt vô trong cái ống đầu ra. À, cái đầu ra của cái dàn lạnh lúc nãy chúng ta thấy là cái đầu ra này là cái đầu ra của cái van tiết lưu, còn cái đầu này là đầu ra của dàn lạnh. Thì đây là chúng ta thấy nè, đây là đầu vô của dàn lạnh, đây là đầu ra của dàn lạnh, thì cái này nó sẽ áp lên trên cái ống của đầu ra dàn lạnh, đây nó áp lên đây, và nó người ta sẽ quấn một cái lớp gọi là để nó giữ nhiệt á, nó vừa làm kính, nó vừa để nó giữ nhiệt, không để thoát nhiệt ra. Mục đích để làm gì? Để mà nó cảm nhận nhiệt ở đây cho nó chính xác. À, thì đây chúng ta thấy nè, cái đó cái ống trên này nè, đó là nó áp vô trong cái ống này, đây cái ống trên này áp vô ống này để nó cảm nhận nhiệt ha. Rồi tiếp theo là cái đầu này nè, cái đầu bên hông nè, là cái nó đo áp suất nè, đó thì chúng ta thấy nó ống nó gắn ở đây nè, chính là cái ống này nè, đó đây nè, đó đây đó, nó bắt đây, nó cũng là đo áp suất ở cái đầu ra, đầu ra của cái dàn lạnh luôn. À, rồi chúng ta quan sát tiếp nè. Đó chúng ta thấy đó là cái đường mà một đường á, là nó đây, nó đi từ cái đây là cái lọc đó ha, cái lọc ẩm đó, đây lọc ẩm, xong nó đi qua đây đó, nó đi qua cái đường nhỏ nè, xong nó đi qua van tiết lưu ha. Đó vậy là đường này là đường áp cao nè, đó xong nó đi qua đây, đây đường vào đó, còn cái đường này vừa chỉ là đường ra. Rồi xong đó là đầu này là đầu ra ha, đây nè, đầu này đầu ra nó thì nó sẽ đi về, nó đi về mấy phát, quên nó đi về, nó đi về mấy nén, nó là dạng hơi, nó là dạng hơi, áp suất thấp, nhiệt độ thấp. À, cái cách hoạt động của cái van này nó như sau, là ở đây á, là cái lực PF, đây
là lực do cái cảm nhận nhiệt này. Còn cái cảm nhận nhiệt này nó hoạt động như thế nào? Khi mà nhiệt độ ở cái ống này á mà cao thì trong đây nó sẽ có những cái chất á là để cảm nhận cái nhiệt này. Khi mà nhiệt độ đi cao á thì nó sẽ cái chất này nó sẽ nở ra mà nó sẽ đẩy cái van này, nó đẩy cái màng này nè đi xuống. Còn khi nhiệt độ mà thấp thì cái chất đó nó sẽ co lại, tại nó nhạy cảm với nhiệt mà nó co lại thì nó sẽ làm cho cái màng này lên hướng trên. Thế thì cái lực của cái màng này được gọi là PF, và cái lực này nó phải cân bằng với hai lực là PS là cái lực của lò xo nè đẩy lên, và cái lực PE là cái lực của áp suất của cái chỗ này, cái đầu ra của cái dàn lạnh này nha. Hai cái nó cân bằng với nhau. Thế thì khi mà nó sẽ có hai trạng thái là khi mà cái van này mở hoặc là đóng. Thì dụ như chúng ta thấy nè, dụ như trong trường hợp này là trường hợp mở nè ha. Đây là trường hợp mở nè. Khi trường hợp mở thì tức là ở đây nó nóng nè. Nè, khi nhiệt độ nè, ông nó ghi đây nè ha. Khi nhiệt độ của dàn lạnh gia tăng thì cái này nè, cái ống này nè, đây thì đây khi nhiệt độ gia tăng. Tức là khi nào nhiệt độ gia tăng? Khi mà chúng ta mới vô chúng ta bật máy lạnh á. Đó cái khi là lúc đó là cái khoang hành khách của chúng ta là nó lúc đó nó nóng đó, hoặc là có nhiều người. Đó tức là cái tải lạnh á là nó lớn. Đó thì là bắt đầu là gia tăng, thì cái này nó tăng nè. Thì cái chân đây nè nó nở ra thì nó đẩy này xuống. Nó đẩy này xuống nó thắng được liều lò xo, nó thắng được cái lực này luôn. Lực của này nó đẩy xuống thì nó làm cho ga phun ra nhiều. Ga phun ra nhiều thì cái dàn lạnh này nó lạnh. Và dàn lạnh này nó lạnh thì nó sẽ làm cho cái khoang lạnh nó lạnh. Ha. À, nó lạnh thì lúc đó thì về cái hoạt động nó vậy. Đó thì lúc đó là cái đây cái ống này nè, nó cái chất giãn nở ra, nó nở ra xong cái nó đẩy là nó thắng được cái nó đẩy cái van này xuống, nó hở cái viên cái van bi này ra. À, thì lúc đó thì cái này nó sẽ phun vào dàn lạnh nhiều thì nó làm cho bên khoang hành khách lạnh. Rồi khi mà bắt đầu là nó đáp ứng được rồi ha, nó làm lạnh đủ rồi á, thì bắt đầu là nó sẽ cái nhiệt độ để giảm nè, nhiệt độ để giảm thì chúng ta quan sát đây. Đó khi nhiệt độ đi ở đây giảm á thì ở đầu là cái màng này, cái chất ở đây là nó co lại thì cái màng này nó đi lên, nó do nó không thắng được lò xo và không thắng được cái áp suất của cái chỗ này ha. Thì lúc đó là cái van tiết lưu này, đây cái viên bi này nó đóng lại, đây lò xo đẩy lên nó không thắng được, đây van viên bi này đóng lại thì lúc đó là sao? Thì lúc đó là cái đường lúc này nó sẽ giảm cái lượng cái van tiết lưu này nó sẽ đóng dần lại và nó sẽ giảm cái lượng mà nó phun vô đây, phun vô cái lạnh này, và kết quả là gì? Là nhiệt độ bây giờ nó sẽ không có làm lạnh, tăng làm lạnh nữa, nó sẽ giảm xuống, bởi vì cái nhiệt độ của khoang khách bây giờ nó đã đạt rồi, nó đã đủ rồi. À, rồi bây giờ chúng ta qua chúng ta coi tiếp cái một cái hình nữa, chúng ta dễ so sánh. Đây ha, đây chúng ta thấy nè, ở đây là người ta ghi nè, đây là loại cảm biến nhiệt bằng nhiệt ha, loại cân bằng ngoài. Đây nó có ghi chỗ nào cân bằng ngoài không? Rồi bây giờ khi đây là cân bằng ngoài ha, rồi bây giờ chúng ta thấy nè, khi cái trường hợp này là trường hợp cái van nó đóng nè, van nó đóng thì tức là khi lúc này á, khi lúc này cái nhiệt độ của cái ống này nè, nhiệt độ ống này là nó lạnh nè, tức là bây giờ chúng ta coi trường hợp mở trước đi, tức là bây giờ mà khi mà tải làm lạnh mà lớn á, giờ trong xe mà đông người đó, ở đây thì chúng ta thấy nè, đây cái chất mà nó nhạy cảm với nhiệt nè ha, nó nở ra này, nó đẩy cái màng này xuống, đẩy này màng này xuống thì nó thắng được cái lò xo, nó đẩy xuống thì làm cho cái van bi này nè, ngay chỗ này nè, rồi nó mở ra nè ha. Thì từ cái đường áp cao nè, nó sẽ phun qua bên cái đứa ống đường áp thấp đây, xong nó phun vô trong cái dàn lạnh, phun dàn lạnh, xong kết quả là gì, là
cái khoang lạnh nó lạnh lên ha. Còn khi mà khoang lạnh mà nó đã đạt được rồi, nhiệt độ nó ổn định rồi, thì bắt đầu là cả cái nhiệt độ ở đây giảm, nhiệt độ ở đây giảm thì chúng ta thấy là nhìn đây là chúng ta thấy là cái chất mà cảm nhận nhiệt đây nè, nó không có thay đổi, nó không có chạm đây, nó nằm đây đó, thì lúc đó là cái lực lò xo đây nó thắng, do cái trên màng đây nó không có bung xuống thì cái lực lò xo đây nó đè cái van bi như đây, thì nó làm cho cái đường áp cao và cái đường áp thấp này, đường áp cao này nó không thông cái đường này ha, thì coi như là nó ngừng lại. Nó tóm lại cái van tiết lưu loại nhiệt này á, là nó có hai loại, là loại cân bằng trong và cân bằng ngoài. Và mục đích của cái loại van này á, là nó có thể á, là nó điều chỉnh cái lượng phun ga để mà làm cho cái dàn lạnh này điều chỉnh theo nhiệt độ, theo cái tải làm lạnh, tức là theo cái nhiệt độ ở bên khoang hành khách. Ví dụ như là lúc mà có đông hành khách trong đó thì nó sẽ điều chỉnh cho phun nhiều, còn khi mà nhiệt độ mà đã lạnh rồi thì nó sẽ tự nó điều chỉnh cho phun ít.